MC Quyền Linh bật khóc tôi phải sống trong nhà mái rột, trời mưa phải hứng nước, bản thân tôi cũng phải sống trong căn nhà mái rột, nhiều sao, tối ngủ phải ngắm sao, trời mưa thì phải hứng nước, không thể ngủ yên được. Mới đây, chương trình mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Cao Minh Đạt và diễn viên Lê Khánh. Đây là chương trình truyền hình cộng đồng được thực hiện để giúp đỡ các hoàn cảnh trẻ em khó khăn. Phải sống trong nhà mái rột, trời mưa phải hứng nước. Tại chương trình tuần này, các nghệ sĩ đã cùng nhau vượt qua những thử thách khó nhằn để dành phần thưởng về cho ba em Ngô Văn Đạt 12 tuổi, Bùi Ngọc Khánh Vi 12 tuổi và em Lê Trần Vũ Duy 13 tuổi. Trong đó, gia đình bé Khánh Vi đã nhận được giải thưởng 15 triệu đồng nhờ hoàn thành thử thách sớm. Nhận được số tiền từ chương trình, anh Ngọc Linh cha bé Khánh Vi rất vui vì có thể sửa lại mái nhà bị rột nhiều năm. Anh tâm sự tôi vui lắm vì được các nghệ sĩ giúp sức để có được số tiền sửa nhà này. Trước đây, những lúc trời mưa tôi phải dùng chậu hứng nước, mái nhà che tạm để các con ở tạm. Nghe vậy, MC Quyền Linh tuyên bố luôn sẽ tài trợ mái tôn mới cho gia đình bé Khánh Vi. Nam MC tâm sự, bản thân tôi cũng từng phải sống trong căn nhà mái dột, nhiều sao, tối ngủ phải ngắm sao, trời mưa thì phải hứng nước, không thể ngủ yên được. Hiểu được những khó khăn của các em, MC Quyền Linh hy vọng mái tôn được trao tặng sẽ cho chị em Khánh Vi một không gian mới để học tập. Anh nói, mái tôn mới sẽ không làm ướt tập vở các con, không làm lem đi những dòng chữ mà sẽ làm đẹp hơn số điểm của các con. Tuổi thơ khó khăn, phải nghỉ học để nhường suất học cho em. Tiếp đó, gia đình bé Vũ Duy cũng vượt qua thử thách trong thời gian ngắn để giành về phần thưởng trị giá 20 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình bé lại không giành được phần thưởng cuối cùng nên bé tỏ ra khá tiếc nuối. Chứng kiến hoàn cảnh này, MC Quyền Linh đã quyết định móc tiền túi tặng hai anh em Vũ Duy mỗi bé một học bổng trị giá 5 triệu đồng. Anh bật khóc cho biết, tuổi thơ của tôi cũng khó khăn, khổ sở không thua gì các bé. Tôi cũng từng như các bé, tuổi thơ tôi cũng khó khăn, từng nghỉ học một lần để nhường suất học cho em mình. Tuy nhiên, nhường suất học cho em là một điều rất quý, nhưng không được, nếu mình nhường là mình sẽ không có ngày hôm nay, không có tương lai để lo cho em của mình được. Anh gửi lời tới bé Vũ Duy, cố lên và đừng bỏ học nha các con. Ngẹn ngào trước hai em nhỏ thiếu vắng tình yêu thương của cả cha mẹ, MC Quyền Linh còn tặng thêm cho hai anh em Vũ Duy 20 triệu đồng. Riêng diễn viên Lê Khánh cũng dành tặng cho mỗi gia đình một phần quà đặc biệt. Như vậy, nhờ sự hỗ trợ của hai nghệ sĩ khách mời và MC Quyền Linh cùng nỗ lực cố gắng hết mình mà ba gia đình em nhỏ khó khăn đã mang về tổng giải thưởng 165 triệu đồng.